make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like stars. Đây là sản phẩm của HK Decan. Quá dữ dội. Rồi ba chiếc của ba anh em mình luôn á thôi rồi. Ba chiếc của ba anh em mình luôn á. Này như là cũng là phim lúc nghe lên rồi thôi, nhưng mà của nó không giống, có dòng lách đúng không? Quá cái phần đầu nó phần đầu nó quá to rồi. Cái này thì tua rồi mà đúng rồi đó. Hôm qua Biên Hòa mình cũng có mấy cái đúng không? Biên Hòa cũng có thằng nào chạy trước này nè. Thịt đạt lên cho dơ cho thật ba đồ mới đi đó hả? Nghe thử không? Dinh dinh bông bông mã chích chích. Con này là con tính lùng mà em đứa 3 Yamaha R3 99 con lồ này. Con này con gì ta quên ít tôn à Kawasaki gì á 175 con ánh ngại còn thứ thiệt không à bò anh gì bốc đầu Augusta. Em bị Augusta. Dẫn chịu xe này là phải một gia tài của tôi nên có phải cho bạn mượn chứ thôi. Này mấy đứa được đứt đây giờ lại chim đại rồi coi rồi đây chạy bay soi bộ ô lên heo dầu Rambo MVI Agata bon luôn anh đại hết kịch bon anh đại về kịch bon soi cái lùn quá ôi giống cái nồi trời nồi đẹp đó là đất 390 này đẹp chưa dạ này đẹp chưa bộ như nó 185 triệu hay sao 185 hay 7 mấy á KTM RC bộ sao vậy đất 390
xe đời mới. Không à, mấy con kia là 4 máy. Vì con Bim lúc đó là máy đó, 2 máy, 2 máy, 5 máy, 2 đồng đâu. Nó nhìn như mấy con cào cào thôi. Đây nữa, con này nữa. Ê, đồ má, siêu phẩm mà. Siêu phẩm à, bên đó hình như nó là cái gì á. À, bên ở kia, kia có bán em khoảng 1.2 cái nón, 200 mấy cái áo á. Kéo mát cây. Làm sao để được đó. Chạy bé rồi. Bộ dịch trà chén hả? Đưa bộ đỏ vô mình nẹt nẹt là đã. Sao cái xăng rộng này không đưa bộ dịch luôn nè. Tắt máy rồi. Làm đi, đúng rồi, chạy này phải đeo bảo hộ, phải mang bảo hộ vô, đồ gói giáp, giáp, giáp đồ gói, giáp tay. Biết cái tàu hai đầu không? Đâu tàu hai bên hông wow. Hai cục to đó, hai cục nó lòi ra đẩy hai bên hông ghê vậy. Giống như là Quốc Tân nè, Long Đinh nè. Đi đi à.
quá. Nè là cuối cùng rồi chị.
tại tắm nè. Chụp hả? Ba con này đủ mà chụp mình đấy. Xấu quá, lên hình đủ, nó làm xấu mình. Hai. Nó làm mình xấu. Mình hai phải tự tin là bản thân đẹp. Đây cho nam Dũng. Được làm anh